Hi, xin chào bạn, tôi là Tony Triệu đây. Hôm nay ở video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để tạo ra một tài khoản Amazon Seller Pro để bán hàng trên Amazon thành công, dễ dàng. Ok. Hiện nay thì có rất là nhiều người đang khó khăn trong vấn đề mà tạo tài khoản, họ tạo mãi mà vẫn chưa được một tài khoản để có thể bán được hàng. Và tôi cũng đã chia sẻ cho những người bạn của tôi cách tạo ra được những cái tài khoản Amazon thành công khi mà áp dụng chính xác những công thức mà tôi chia sẻ ở đây. Và bạn cũng sẽ dễ dàng sở hữu được một tài khoản Amazon Pro để bán hàng. Ok, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bước đầu tiên để mà đây là quy trình để tạo một cái tài khoản Amazon Seller Pro để bán hàng trên Amazon. Trước tiên thì bạn sẽ cần phải có một chiếc Gmail sạch. Gmail sạch ở đây có nghĩa là bạn chưa dùng nó để đăng ký tài khoản seller nào cả, hay là bạn đã đang dùng để đăng ký tài khoản buyer cũng như thế, nên chúng ta nên có một cái Gmail sạch. Bước thứ hai đó chính là bạn cần phải có tài khoản Pioneer hay gọi là PO đấy, nghĩa là ngày xưa thì khi mà tạo tài khoản Amazon thì nó chưa bắt chúng ta phải ép tài khoản Pioneer, nhưng mà bây giờ khi mà tạo tài khoản Amazon mới thì chúng ta sẽ cần phải có tài khoản Pioneer, tài khoản ngoại tệ. Tài khoản Pioneer này chúng ta dùng để nhận đô từ Amazon về. Và khi mà chúng ta tạo tài khoản Pioneer thì chúng ta sẽ có ngay một cái tài khoản ngoại tệ trong hệ thống để chúng ta có thể đăng nhập vào và đăng ký tài khoản Pioneer. Bạn có thể đăng ký tài khoản Pioneer qua cái link của mình để nhận được 25 đô miễn phí. Ok. Cái lưu ý thứ hai đó chính là bạn cần phải có tài khoản Visa. Visa ở đây thì mình khuyên bạn nên dùng là Techcombank hoặc là Vietcombank. Không nên là dùng ACB, tại vì ACB nó dễ tạo mà rất là nhiều người dùng ACB đăng ký đã không thành công rồi. Và hãy nhớ là khi mà bạn đăng ký tài khoản Tech hay là Vietcombank này thì cái tài khoản này của bạn phải đã được kích hoạt rồi nhé. Nếu mà bạn đăng ký tài khoản mới phải kích hoạt rồi. Tiếp theo nữa đó là bạn phải có trong cái tài khoản này là 1 triệu đồng, ít nhất là 1 triệu đồng để mà khi bạn đăng ký tài khoản Amazon thì Amazon nó trừ tiền phí hàng tháng này của bạn. Tiếp theo nữa đó chính là bạn sẽ cần phải là in sao kê cái tài khoản Vietcombank hoặc Techcombank phiên bản tiếng Anh hoặc là song ngữ đều ok. Tiếp theo nữa thì trong cái giấy in sao kê này nó sẽ cần phải có địa chỉ trùng với cái địa chỉ mà bạn đăng ký cái tài khoản Amazon Seller này. Khi mà bạn đăng ký tài khoản Visa này thì sẽ dùng để thanh toán phí cước phí hàng tháng cho Amazon, thì phí hàng tháng của Amazon tài khoản Amazon sẽ là 39,99 đô la một tháng cho tài khoản Amazon, và vì thế thì bạn cần phải có trên 1 triệu đồng để cho Amazon nó trừ cái phí này. Thì bạn nên là có tài khoản nên có tiền ở trong đó trước khi đăng ký để mà Amazon nó trừ tiền của bạn. Nó trừ tiền của bạn thì sẽ rất là tốt, tại vì là chúng ta đã cam kết bán hàng rồi và chúng ta trả tiền cho nó trước thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Ok. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có passport hay là chứng minh thư ấy. Ở đây thì mình khuyên là nếu mà có passport thì sẽ là tốt nhất, tại vì nó là phiên bản tiếng Anh và phiên bản quốc tế và Amazon sẽ dễ dàng chấp nhận cái điều này hơn. Nếu không bạn không có passport thì bạn cũng có thể dùng là chứng minh thư nhân dân của mình, nhưng mà khi mà bạn đăng ký tài khoản Amazon nó bắt bạn phải up cái passport hay chứng minh thư nhân dân này lên để xác thực, thì bạn có thể đính kèm file ảnh nhé, nhớ là file ảnh, không đính kèm file da, như rất là người là nén lại file da và up lên cho Amazon mà nó sẽ không đọc được đâu, vì thế là hãy để file ảnh JPG hoặc là PNG gì đó. Đó, ok, thế thì khi mà bạn đính kèm đến cái phần mà chứng minh thư nhân dân này rồi thì bạn nên để một cái nốt ở dưới, đó chính là đây là chứng minh thư nhân dân của tôi là người Việt Nam và ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi chính là tiếng Việt. Đừng làm khó tôi rất muốn bán hàng trên Amazon. Ok. Tiếp theo nữa thì bạn cần phải lưu ý là chứng minh thư nhân dân của bạn, cái địa chỉ của chứng minh thư nhân dân của bạn nó cũng phải trùng với cái tài khoản đăng ký seller, cũng như là trùng với cái tài khoản mà bạn in sao kê Tech hoặc Vietcombank đó. Ok. Cái tiêu chí tiếp theo nữa, cái lưu ý, những cái lưu ý để mà có thể tạo được tài khoản một cách dễ dàng, đó chính là bạn đã hiểu được cái quy tắc của Amazon, cái những cái luật chơi của Amazon, đó là một person có nghĩa là một người chỉ được sở hữu một account Amazon thôi. Vì thế là khi mà bạn muốn đăng ký tài khoản Amazon ấy, thì các cái thông tin của bạn
nên chỉ là một người thôi. Bạn đừng có lấy đâu nó cắm cam bà kia lấy thông tin của người này xong lại nhập thông tin của người khác vào, như thế thì rất là khó xác thực được, và Amazon cũng sẽ không cho bạn qua khi đăng ký tài khoản Amazon. Cái mục đích chính của Amazon nó chính là nó thường khi mà bây giờ mọi người tập vào Amazon ý, thì khi mà tạo xong nó thường có thể là suspend này, hoặc là nó sẽ yêu cầu mọi người phải xác thực, thì cái mục đích xác thực của nó chủ yếu chỉ là xác minh cái địa chỉ để verify cái địa chỉ của bạn ở cái tài khoản Visa này nó có phải là chính chủ hay không. Khi mà bạn dùng Visa để trả tiền cho Amazon account, nó sẽ so sánh cái địa chỉ thôi, nó cần mến nhất là cái địa chỉ tài khoản Visa của bạn, tài khoản seller của bạn và tài khoản chứng minh nhân dân của bạn có trùng nhau hay không, bạn phải là một người hay không. Đó, vì thế là khi mà đăng ký hãy chú ý cái vấn đề địa chỉ của bạn này nó phải giống nhau, đây là điều quan trọng đó. Và hãy nhớ là một PC thì chỉ đăng ký một account thôi, mình không nên là một PC đăng ký nhiều account dẫn đến chết chùm, hoặc là một mạng internet không nên đăng ký nhiều tài khoản Amazon. Tại vì ngày nay ở Việt Nam Amazon rất là khó đăng ký, vì thế để mà sở hữu được một tài khoản này thì là rất là quý rồi, vì thế hãy trân trọng nó. Hoặc là có một cái giải pháp cho bạn, đó là bạn có thể là dùng máy ảo VPS. VPS này thì dùng địa chỉ của US, hoặc là bạn có thể sử dụng VPS để mà tạo tài khoản Amazon. VPS thì nó cũng giống như một cái máy của bạn thôi, nhưng mà nó ở trên một cái internet và nó ở trên không trung. Ok, các bạn có thể tưởng tượng như vậy. Và đối với những người mà đã đăng ký sai tài khoản Amazon rồi ấy, hay là muốn đăng ký nhiều account seller, thì cũng hãy nhớ đến cái quy tắc này thôi, một rule, một person một account. Nếu mà bạn đã đăng ký sai rồi, đăng ký mãi không được rồi ấy, thì hãy mượn một cái thông tin, một bộ thông tin hoàn chỉnh như thế này từ một người khác không liên quan gì đến, không có một tí chút thông tin nào liên quan đến bạn nữa, thì và ở một, ví dụ như là một, ở một nơi giải mã khác, ở một máy tính khác, chứng minh thư nhân dân khác, thẻ ATM khác, thẻ Visa khác này, và passport hay là chứng minh thư nhân dân khác đấy, thì không có bất cứ một thông tin gì giống nhau thì bạn sẽ dễ dàng đăng ký lại một tài khoản mới. Trước ngày xưa thì mình cũng có đăng ký thêm một vài tài khoản seller này, và mình dùng thông tin cùng như kiểu là mình nói là dâu nó cầm cầm bà kia ấy, mình đăng ký cũng bị chết rất nhiều và có mấy tài khoản đều không được cả. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu nhiều sâu và mình biết được cái điều này, thì hầu như mình đăng ký cái nào hay mình giúp bạn bè của mình đăng ký đều rất là ok hết đó. Thì bạn cần phải hiểu cái bản chất của bán hàng trên Amazon, thì Amazon cần chúng ta là một seller pro cũng như là chúng ta là một người dùng thật. Bạn đừng tạo ra những cái thông tin ảo để mà lừa qua mắt của Amazon. Chúng ta xây dựng một cái công việc kinh doanh bền vững trên Amazon, vì thế chúng ta hãy sở hữu cái tài khoản chính chủ, và chúng ta sẽ tỏ ra là chúng ta là một seller pro và là một người bán hàng rất là tốt cho Amazon. Một tài khoản pro trên Amazon, nếu mà các bạn làm Amazon FBA tốt, nó có thể mang về cho bạn rất là nhiều tiền. Vì thế bạn không cần phải tạo quá nhiều tài khoản gì cả, chỉ cần tạo một tài khoản và tập trung vào nó bán hàng thật tốt thôi đã. Ok, thì trong video này thì hãy nhớ là hãy làm theo chính xác những cái gì mà tôi chia sẻ ở đây, thì bạn sẽ tạo được tài khoản pro cho mình một cách dễ dàng. Nếu có bất cứ cái câu hỏi nào về vấn đề tạo tài khoản thì bạn có thể là comment xuống bên dưới để tôi có thể giúp được cho bạn, hay là bạn có thể truy cập vào cái group mà dành chuyên cho anh em làm Amazon FBA để mà chuyên sâu hơn, đó chính là Amazon FBA Freedom. Ok, hãy click đây hoặc là tìm ở trên bên trên hoặc là bên dưới để có thể thấy được cái link để chúng ta join vào group, chúng ta sẽ thảo luận với nhau nhiều hơn. Và tôi có một cái chuỗi video gồm 10 video miễn phí hướng dẫn cách làm thế nào để tìm ra sản phẩm để bán hàng trên Amazon, cũng như là private label nó và lại lan truyền sản phẩm ở trên Amazon. Vậy thì hãy vào group này, thì cập ngay vào group này để mà chúng ta có thể là giao lưu, học hỏi cũng như là chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm chuyên sâu hơn về Amazon. Ok, tôi là Tony Triệu đây, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.